Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây là LG Velvet nhé. Thì trong các video trước thì mình đã làm một cái video test game Liên Quân cộng ghi màn hình ở cái mức đồ họa cao, rồi với lại một cái video review chi tiết cho các bạn. Thì mình cũng quên chưa có làm qua một cái video test áp suất cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện làm một cái video test áp suất cho các bạn luôn nha. Thì để test áp suất thì các bạn nhớ cái câu lệnh của LG Velvet như sau nha. Đó là nhiều bạn cứ sẽ nhập sao thăng trước nhưng mà sẽ không đúng nha, mà cái mạng của nó sẽ là đi là thăng sao trước. Đấy, sau đó là 462633. Đấy, xong rồi nhập là sao thăng nha, thăng sao rồi lại đến sao thăng nha. Đấy, giờ mới nhập như vậy. 900 thăng. Thì nó giải ra một cái mục như này là device test và OR test và SVC menu, thì các bạn sẽ nhấn vào mục device test này. Đấy, nhấn vào cái mục device test thì nó có chữ sát này, các bạn bấm vô này. Rồi các bạn sẽ nhập vào là cái mục service menu auto test này, thì là service menu manu test này. Đấy thì các bạn sẽ bấm vào cái mục số 2 nha. Cái mục số 2 này, tại vì cái auto là sẽ tự động nó test rồi. Còn mono test này là cái này mình bấm là mình sẽ được chọn này. Thì các bạn thấy kéo xuống cái mục mà thấy có cái mục là bumper test này. Đấy, thì các bạn sẽ bấm vô này. Thì trên cái video trên YouTube thì mình cũng có xem là các anh kia anh test thì cái áp suất của anh nó chỉ nhảy ở cái mục bên 9394 đấy, là cái áp suất là vẫn còn nhưng mà áp suất nhẹ nha. Còn như cái máy của mình thì các bạn bấm chữ start này, xong các bạn ấn xuống này. Này, các bạn có thể thấy máy của mình nó nhảy từ số 8 này lên số 11 luôn này. Đấy. Đấy, nó nè xuống nó nhảy từ số 7, số 8, 9, có lúc lên 10, 11 luôn. Các bạn tùy độ mạnh của các bạn ấn, nó xuống số 6 luôn này các bạn. Đấy thì là nó nhảy ở cái hàng số này thì chứng tỏ là cái áp suất nó vẫn còn nhá. Và nó nhảy ở cái hàng số đơn vị này thì áp suất nó còn rất yếu, có thể là máy nó không cần zin nữa, nhưng mà người ta đóng lại áp suất thì nó cũng vậy nhá. Còn nếu mà nó nhảy mạnh nhá thì áp suất nó còn khả năng là rất là cao, thì máy này rất là zin nhá. Đấy thì cái máy của mình ấy áp suất nó rất là tốt. Nhưng mà kiểm tra như vậy nó cũng chỉ là một phần thôi nhé các bạn. Nó không thể nào mà hoàn toàn kiểm tra được chính xác hết nhá. Đấy thì các bạn thấy áp suất mình ấn lên ấn xuống này nó nhảy liên tục luôn. Đấy, nó phải nhảy những cái số liên tục như vậy thì là áp suất nó mới ổn định được. Đấy, sau khi ấy thì các bạn bấm chút flow này, xong rồi bấm chút ok, xong rồi các bạn vuốt ra đây các bạn thoát được rồi. Thì để kiểm tra một cái máy Android Zin nữa thì các bạn sẽ kiểm tra những cái bước như sau nha. Đầu tiên là các bạn kiểm tra đối với lại cái máy nhá, thì các bạn phải kiểm tra vào cái khe màn hình này. Đấy, cái giải thứ nhất là cái giải lưới loa này, nhiều máy nó sẽ có giải lưới loa này, nếu mà mất cái giải lưới loa này đi thì là có thể là cái máy này nó không còn zin nữa nhá. Đấy, tuy nhiên là giải lưới loa này thì cái máy nhiều máy nó cũng không có, nhưng hoặc là trang bị ẩn ở bên trong nên là không thể khẳng định được là máy nó zin hay không. Thì kiểm tra được cái máy điện thoại Android nó còn zin hay không, các bạn phải kiểm tra vào các đường viền của nó này. Đấy, thì các đường viền của nó thì rất là khít luôn này, và cái biển đường viền của mặt sau này rất là khít luôn này các bạn. Thì đâm ra là chứng tỏ cái con này nó cũng còn khả năng là zin là khá là cao. Đấy, các viền của nó còn khá là khít này. Cái thứ hai là các bạn kiểm tra tốc độ lấy vân tay. Đối với màn zin của LG hoặc bất kỳ hãng nào cũng vậy, các bạn kiểm tra thì cái tốc độ vân tay của nó lấy rất là nhanh nha. Đấy, còn đối với một số màn là thay cái màn linh kiện OLED đấy các bạn, màn linh kiện OLED nó vẫn có khả năng vân tay được ấy, nhưng mà tuy nhiên là các bạn lấy vân tay nó sẽ rất bị chậm. Thì các bạn sẽ vào một cái mục này này, màn hình và mật khóa bảo mật này, thì các bạn sẽ búng vào cái mục là dấu vân tay. Nhiều máy nó sẽ là mật khẩu màn hình và vân tay, thì mình sẽ nhập mật khẩu bên ngoài nhé. Đấy, sau khi mà vào được cái mật khẩu của các bạn sẽ bấm mục là thêm dấu vân tay này, thì các bạn chạm vân tay vô thì các bạn sẽ thấy cái tốc độ vân tay của màn hình zin nó lấy rất là nhanh nha. Đấy, nó tăng lên và nó lấy rất là nhanh luôn. Đấy, còn cái màn hình mà OLED linh kiện đấy, các bạn bấm vào này nó chạy được chỉ 1-2%, nó dề dề, nhiều khi nó sẽ hủy luôn cái lệnh lấy vân tay của các bạn nha. Nó sẽ hủy, nó báo là vân tay không khả dụng hoặc là thế nào đấy. Đấy, tiếp tục này, hãy tiếp tục đặt các mặt khác của vân tay này. Các bạn thấy nó nhảy số rất là cao và nó chạy rất là nhanh luôn đấy, một phát 87 lên 94 100% luôn. Còn những cái màn hình khác á, nhiều khi các bạn bấm nhân tay vô là nó thêm không được, hoặc là nó thêm không được luôn, hoặc là nó thêm được gần đến cuối nó hủy luôn. Thì những cái màn nó khả năng cao là cái những cái màn OLED nhưng vẫn có khả năng sử dụng được vân tay nha. Và khi lấy vân tay thì nó sẽ rất là chậm nha, và khi mà mở ra thì các bạn vào màn hình các màu màn hình nha, ví dụ như màn hình của mình OLED này hoặc AMOLED á, thì là cái màu màn hình nó rất là tươi. Còn cái màn hình OLED linh kiện á, thì là nó cũng là OLED luôn, nhưng mà nó sẽ có cái tốc độ hiển cái màu hiển thị của nó sẽ không được tươi như màn hình zin nha, và cảm giác cái màu màn hình nó vẫn có hơi nhợt nhạt một chút xíu nha. Đấy là để kiểm tra được cái máy của mình nó còn zin hay không. Thứ nhất là các bạn sẽ test về áp suất này. Thứ hai là các bạn test qua các khe màn hình và khe viền lưng này, xem nó còn khít hay không và nó còn có xì keo hay không này. Tiếp theo đấy là các bạn kiểm tra các ống kính cam này, để xem trong cái ống kính cam này nó có những cái bụi nhiều hay không. Ví dụ nhiều cái ống kính cam, ví dụ bảo là nhà sản xuất nó sản xuất như vậy thì có bụi có thể lọt vào. Nhưng nếu mà ví dụ khe loa đây nó chỉ lọt vào cam trước, tại sao lại lùi vào cam lọt vào cam sau được, đúng không? Ví dụ như cam sau thì những khe không có một cái khe nào để cho nó lọt vô được cả, thì tại sao bụi lại chui vào ống kính cam được? Đấy là một cái điều hoàn toàn rất là vô lý.
ví dụ như vậy. Còn nếu cam trước thì mà có một hạt thì có thể chấp nhận được, thì có thể là nó lọt qua cái bụi rất nhỏ, nó lọt qua cái loa rồi nó vào đây được thì mình còn tạm chấp nhận được. Chứ mà cả bảo cam sau mà lọt bụi mà thì giờ như thế này thì nó lọt vào chỗ nào, khe đâu để lọt đấy, ví dụ như vậy. Đấy, đấy là một cái điện thoại này để kiểm tra nó zin hay không nhé các bạn. Đấy, tiếp đến là về mặt màn hình này, về mặt thiết kế như các thứ này nọ, các bạn phải kiểm tra xem nó có hở hay khước gì không. Tiếp đến là các bạn có thể chọc cái khay sim ra và các bạn kiểm tra trong cái mặt trong khay sim ấy, nó có cái chất dơ, chất bám hay là cái keo gì nó chảy xuống cái khay sim hay không, là đấy cũng là một cách để kiểm tra máy nó còn zin hay không. Tiếp đến là các bạn kiểm tra đến cái mục mã máy, ví dụ như bên iPhone thì các bạn sẽ có thể kiểm tra được cái mã máy với là cái mã vỏ hoặc mã khung xem nó có trùng nhau hay không, email của nó khác trên khay sim nó có trùng hay không. Còn đối với LG và một số điện thoại Android thì nó không có khác ở đây nên là mình cũng không thể kiểm tra như vậy được. Tổng quan thì con LG này của mình thì mình nhìn qua mình thấy nó cũng khá là zin. Trong cái video này mình cũng chỉ hướng dẫn các bạn cách test LG áp suất của LG Velvet này thôi, tại vì cái mã của nó hơi khác với cái dòng khác nên là mình bấm nó cũng hơi khó. Nãy giờ mình ngồi mình bấm mấy lần luôn á, mình bấm nhầm cái sao thăng với thăng sao rất là nhiều lần luôn, đâm ra là nó không thể vào được. Thì các bạn lưu ý là cái mã của nó là thăng sao 462633 sao thăng 900 thăng, nhớ nha. Sao thăng đầu tiên là thăng sao trước, sau đó đến là sao thăng rồi đến thăng. Đấy, thì cái video này của mình đến kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Trong các video tiếp theo, các bạn thấy cái video này của mình hữu ích, nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.